tiên tri chấn động, thầy tử vi báo trước về con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ mai bắt đầu phất lên, vận may liên tiếp, hứng chọn lộc thiên hạ cho đến hết tháng 4 âm lịch. Quý vị và các bạn thân mến, Minh Đường tử vi thấy rõ là cổ nhân họ có câu nói rất đúng mà không sai chút nào. Họ nói thế này, tiền thì có 8 chân, nhưng người chỉ có 2 chân. Cổ nhân họ cho rằng tiền có thể từ 4 phương 8 hướng mà đi, cho nên tiền có 8 chân và người chỉ có 2 chân. Muốn đuổi theo tiền thì khó khăn vô cùng, chỉ có dựa vào phúc phận của mình mà hoán đổi. Khi bạn có phúc phận đủ đầy thì tiền ắt tự theo đuổi bạn, và đây mới chính là việc chính. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là liệu rằng con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, thầy tử vi báo trước, từ mai, bắt đầu phất lên, vận may liên tiếp, hứng chọn lộc thiên hạ, thì con giáp này sẽ vượt qua đại hạn, may rủi và những điểm báo gì đã hiện ra để nhắc nhở bạn, cũng như những may mắn nào xảy ra để quý bạn có thể bứt phá giàu sang theo nội dung, thầy tử vi báo trước về con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ mai, bắt đầu phất lên, vận may liên tiếp, hứng chọn lộc thiên hạ, tháng 4 âm lịch, thì xin mời quý vị và quý bạn hãy cùng Minh Đường tử vi theo dõi luận giải dưới đây nhé. Và trước khi đến với phần luận giải về nội dung, thầy tử vi báo trước về con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ mai, bắt đầu phất lên, vận may liên tiếp, hứng chọn lộc thiên hạ, tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 như sau. Kính thưa quý vị và các bạn, trong số 12 con giáp thì chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi, theo như quan niệm của người phương Đông. Thì rõ ràng chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì họ coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ cũng rất hiếu động, họ tò mò và họ luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo vát xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 được biết đến qua sự thông thái của mình. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý họ vô cùng giỏi khi mà họ đưa ra lời khuyên hay là những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh và tháo vát, nhanh nhẹn và chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu. Luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì thế, được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng, trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, những đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở, lên như diều gặp gió. Tuy là kiếm được nhiều tiền và có cuộc sống giàu sang, thế nhưng họ lại không bao giờ chi tiêu hoang phí nhiều, khi mà trong mắt những người xung quanh họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng mà Minh Đường tử vi thấy ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì họ sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều. Thế nhưng họ lại ghét bị kiểm soát, chính vì vậy cho nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi Canh Tý 1960, họ có tính cách thân thiện, gần gũi, cho nên rất dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Chính vì vậy, không thể phủ nhận người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý. Họ luôn được mọi người yêu quý, họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý thì chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến, vẻ ngoài trầm lắng, họ kiệm lời và có phần nghiêm túc. Nhưng thực tế bên trong họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động, rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ cũng thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, cho nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thái, đỡ vất vả hơn so với những năm trước. Vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng. Thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi, theo giới chiêm tinh học thì con giáp này sẽ vô cùng vượng. Họ sẽ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ đó, cho nên họ rất dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương và giúp đỡ. Theo đánh giá chung, Minh Đường tử vi thấy tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ,
khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới, thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, cho nên dù họ làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao, trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý họ luôn có tầm nhìn xa, cho nên họ rất dễ thành công. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ, càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn, nhưng sức khỏe lại không được tốt, chính vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Theo tử vi chọn đời, tuổi Canh Tý từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Cho dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới, tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy, an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này thì sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý thì họ có cuộc đời của nữ mệnh suôn sẻ, không có nhiều vất vả, càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và họ nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau, bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ đấy. Và sau đây, Minh Đường Tử Vi gửi tới quý vị và các bạn luận giải về tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 theo nội dung. Từ mai, thầy tử vi chỉ trước về con tuổi Canh Tý sinh năm 1960 bắt đầu gặp may, bắt đầu phất lên, hứng chọn lộc thiên hạ, tháng tư như sau. Theo tử vi, từ mai của tuổi Canh Tý cho thấy cực rõ, tương xung xuất hiện, điều này có kẻ sẽ ảnh hưởng tới vận trình sự nghiệp của quý bạn, khiến những kế hoạch dường như đang rất ổn thỏa, có thể tự nhiên chạy khỏi đường, thế nên lúc này, quý bạn phải tốn công tốn sức khá nhiều trong việc điều chỉnh lại mọi thứ. Mặc dù là không phải đối đầu với những việc không thể xử lý, nhưng đôi khi bạn vẫn cảm thấy chán nản, muốn vứt bỏ hết. Thế nhưng, xem ra thì thời điểm này bạn muốn lười cũng không được, nguyệt lệnh lâm thai xuất hiện, sẽ đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển trong tháng này. Chính vì thế, nếu quý bạn nhận ra việc gì cần thay đổi thì bạn nên cố gắng tập trung, sửa chữa ngay để đạt được kết quả. Lúc này rất đáng kể, quý bạn sẽ không nên chủ hoãn vì sẽ lãng phí đi các nguồn lực đang có đấy. Ngũ hành xung khắc xuất hiện, điều này sẽ tác động tiêu cực tới mối quan hệ trong gia đình, căng thẳng có thể kéo dài, cho dù quý bạn đã xuống nước và muốn xin lỗi. Quý bạn lúc này cần thêm một thời gian nữa để người ta hiểu ra tình hình và không nên ép họ phải hiểu bạn ngay lập tức, mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Và sau đây là luận giải chi tiết về 4 phương diện theo nội dung, thầy tử vi báo trước về con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Từ mai, bắt đầu phất lên, vận may liên tiếp, hứng chọn lộc thiên hạ, tháng 4 âm lịch. Đầu tiên là về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ mai đến hết tháng 4 âm lịch, cụ thể như sau. Minh Đường Tử Vi thấy rằng, tuổi Canh Tý có phương diện tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, nhất là những ai làm ăn thu hút nhiều dòng tiền về mình. Những người làm ăn kinh doanh còn biết tận dụng ưu thế, chiếm được lòng tin của bạn hàng, cho nên bạn không cần dùng nhiều vốn mà vẫn có hàng luân chuyển đều đặn. Tuy nhiên, bạn lúc này không được chủ quan khi mà tháng này Canh Tý chịu ảnh hưởng bất lợi của đại hao, số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn. Nếu không có kế hoạch từ sớm thì bạn cũng rất căng thẳng. Bạn lúc này nên nhớ rằng kiếm được nhiều là đó, nhưng tiêu quá nhiều không tốt cho tài chính của bạn trong tương lai. Nếu việc này còn kéo dài sẽ khiến bạn dễ rơi vào tình trạng nợ nần đấy nhé. Tóm lại, từ mai đến hết tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tý 1960 có tài lộc khởi sắc, làm ăn kinh doanh thu hút nhiều dòng tiền. Tuy nhiên cần lưu ý, vì tháng này Canh Tý chịu ảnh hưởng bất lợi của đại hao, nên tiền tiêu ra khá nhiều,
dễ rơi vào tình trạng nợ nần nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Xét về phương diện công danh và sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ Mai như sau. Minh Đường tử vi thấy, căn cứ và tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp thì quý bạn có nhiều cơ hội mới mở ra. Nhưng mà quý bạn cũng phải thận trọng trong việc chọn lựa, khi vàng thau lẫn lộn thì càng đòi hỏi bạn phải tỉnh táo trong phán đoán. Nhìn chung, không có nhiệm vụ nào quá khó nếu bạn đủ tập trung để xử lý vấn đề, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi Canh Tý. Thiên Vũ Cát Tinh giúp con giáp tuổi Canh Tý phát huy được khả năng ăn nói của mình, thậm chí bạn có thể biến nguy thành cơ nhờ vào việc ăn nói khéo léo, thu phục lòng người. Chính quan càng đầy cảm hứng, được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao khi được khen ngợi, bạn càng làm việc chăm chỉ, hăng say hơn, không nề hà bất cứ việc to nhỏ, lớn bé gì. Tóm lại, trong khoảng thời gian từ Mai đến hết tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tý 1960 sẽ có nhiều cơ hội mới mở ra trong công danh và sự nghiệp. Tuy nhiên, cần phải thận trọng khi lựa chọn vì vàng thau lẫn lộn. Với sự tập trung cao độ, tuổi Canh Tý có thể xử lý mọi vấn đề và mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhờ cát tinh thiên vũ, tuổi Canh Tý phát huy khả năng ăn nói, biến nguy thành cơ, thu phục lòng người và được cấp trên đánh giá cao. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ Mai như sau. Minh Đường tử vi thấy thời điểm này, người tuổi Canh Tý bận rộn và dường như say sưa vào các dự án lớn nhỏ, vì mải mê theo đuổi các cơ hội, bạn trở nên lơ là trong khía cạnh sức khỏe. Ngũ hoàng bay về phương Đông Nam, bạn lúc này cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này quý bạn nhé. Nghỉ ngơi để nạp năng lượng tích cực là điều con giáp tuổi Canh Tý cần làm cho tháng mới, chọn lựa môn thể dục phù hợp, giúp bạn gạt bỏ những mệt mỏi và có thêm động lực. Tóm lại, từ Mai người tuổi Canh Tý bận rộn với các dự án lớn nhỏ, mải mê theo đuổi cơ hội nên sức khỏe bị lơ là. Ngũ hoàng bay về phương Đông Nam, tuổi Canh Tý cần quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Không nên chỉ tập trung vào công việc mà quên nghỉ ngơi để nạp năng lượng tích cực, chọn lựa môn thể dục phù hợp, giúp tuổi Canh Tý gạt bỏ mệt mỏi và có thêm động lực. Xét về phương diện tình duyên và gia đạo của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ Mai như sau. Theo tử vi từ Mai đến hết tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, trong gia đình có chút mâu thuẫn nhưng sẽ sớm qua đi, do đó tuổi Canh Tý không nên phiền lòng. Có thể vợ chồng đứng về phía quý bạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng quý bạn đừng lấy đó là cái cớ để chống lại mọi người trong nhà. Để môi trường trong gia đình lành mạnh, quý bạn lúc này nên cố gắng hiểu tính cách mỗi người một chút, khi đó quý bạn sẽ dễ cảm thông hơn, hạn chế được những tranh cãi không đáng có. Nguyệt lệnh lâm thai tốt cho những gia đình tuổi Canh Tý đang mong chờ con cháu sẽ có bầu bí, hoặc việc sinh con sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu gia đình có kế hoạch cho những việc như trên, thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé. Tóm lại, trong khoảng thời gian từ Mai đến hết tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tý có thể gặp phải một số mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, nhưng sẽ sớm được giải quyết. Cần cố gắng hiểu tính cách của từng thành viên để tránh những tranh cãi không đáng có. Đây là thời điểm tốt cho những gia đình tuổi Canh Tý đang mong muốn có con, vì nguyệt lệnh lâm thai sẽ giúp việc thụ thai và sinh nở diễn ra thuận lợi. Nếu có kế hoạch sinh con, hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Về phần luận giải khẩu quyết cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý từ Mai đến hết tháng 4 âm lịch, vượng tài, vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi và tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen, xanh da trời. Con số may mắn là 16, 77, 20, 68, 91. Quý vị và các bạn đang xem nội dung từ Mai, thầy tử vi chỉ trước về con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bắt đầu gặp may, bắt đầu phất lên, hứng chọn lộc thiên hạ cho đến hết tháng 4 âm lịch. Và tiếp theo chương trình, Minh Đường tử vi xin gửi đến quý vị và các bạn phần luận giải chi tiết vận trình tử vi 2 tuần còn lại, cùng với cẩm nang vượng vận của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch như sau. Đầu tiên là tử vi tuần thứ 3 của tháng 4 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960, cụ thể chi tiết như sau. Xét về phương diện tài lộc. Theo tử vi tuần này, không phải tuần phát tài của tuổi Canh Tý, bởi thời điểm này xuất hiện khá nhiều nguy cơ phá tài. Dù bạn đã có nhiều cố gắng và nỗ lực, nhưng cũng không thể nào hóa giải được hết đại hao. Hung tinh tới hưng vận quá lớn, chuyện làm ăn kinh doanh chỉ cần hòa vốn, chứ chẳng dám mong có lãi, nguy cơ thua lỗ là khá lớn. Con giáp này cần thận trọng khi có kế hoạch tiến hành cầu tài nhé, đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh.
Xem tử vi khoa học thấy, tuổi Canh Tý 1960 cần lưu ý đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc, đồng tiền đi liền khúc ruột. Kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả, trừ khi bạn xác định cho vay là mất thì cũng không cần phải lăn tăn. Thời điểm này Minh Đường tử vi thấy có lục bạch chủ tài lộc nhập cung chính đông, chính vì thế, người cầm tinh con chuột muốn giảm bớt nguy cơ phá tài thì nên chăm chút hơn cho phương vị chính đông trong nhà, đặt bể cá hay bát nước thả hoa ở đây để tài vận khởi sắc hơn. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo dõi tử vi tuần của tuổi Canh Tý, sẽ có những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp, bạn được chính quan nâng đỡ, nhìn thấy hướng đi đúng đắn cho mình. Thêm vào đó, cát tinh nguyệt mã thiên vũ luôn ở bên tương trợ, dù có khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua, càng là thử thách khó nhằn thì càng thể hiện được năng lực của con giáp này. Bạn có thể nhận được lời khen từ phía cấp trên, nếu có khó khăn mà không tìm được cách giải quyết, hãy mạnh dạn hơn tham khảo ý kiến của những người đi trước. Đừng e ngại, tự tôn quá cao mà để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu quá mức, tới khi muốn cứu chữa cũng không còn cách nào hiệu quả. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cần phải bình tĩnh, nếu hoảng loạn sẽ dẫn đến nhiều hệ quả xấu, mà dễ thấy nhất chính là thiếu tình để đưa ra quyết định đúng đắn, sai lầm nối tiếp sai lầm. Thời điểm này bạch tinh nằm ở trung cung nhà cửa, nên quét dọn sạch sẽ chính giữa nhà, không nên để quá nhiều đồ đạc lộn xộn, sẽ giúp cho gia chủ tinh thần minh mẫn, sáng suốt hơn. Có thể trưng tháp văn xương trên bàn làm việc nhé, để đảm bảo tâm trí mẫn tuệ. Xét về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tuần mới, sức khỏe của tuổi Canh Tý trong tuần không có gì đáng phải lo ngại. Bạn có thể mắc phải bệnh vặt khi chuyển mùa, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là ổn. Thời điểm này nắng nóng kéo dài, bạn nên có ý thức bảo vệ chính mình, đừng đi ngoài nắng quá lâu. Cần dừng lại trong bóng râm nghỉ ngơi để giảm nhiệt cho cơ thể, chú ý uống nhiều nước để không bị mất nước quá nhiều. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Cục diện tương xung ngáng trở, vận trình gia đạo của tuổi Canh Tý trong khoảng thời gian này không được tốt, có nhiều buồn phiền về tình cảm. Sự mâu thuẫn trong gia đạo cũng xảy ra, hai bên không ngừng tranh cãi vì những chuyện còn con, từ bé xé ra to. Nâng cao quan điểm, khiến cho ngọn lửa đã cháy là không thể dập tắt, những vết rạn nứt gia đạo cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Gia đình tuổi Canh Tý có thể sẽ thấy khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình càng ngày càng lớn, nếu còn muốn giữ gìn gia đình thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết trước khi quá muộn. Tóm lại, tuổi Canh Tý trong tuần này không có nhiều may mắn về tài lộc, dễ bị phá tài, làm ăn kinh doanh khó có lãi, nên cẩn trọng khi đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Chung quy thì tuần này cuối cùng vẫn sẽ là tuần may mắn nhất cho bạn, tuy nhiên, sự nghiệp lại có những bước tiến lớn, được chính quan nâng đỡ, có thể nhận được lời khen từ cấp trên, sức khỏe không có vấn đề đáng lo ngại, chỉ cần chú ý bảo vệ bản thân khi thời tiết nắng nóng, tình duyên gia đạo không tốt, có nhiều buồn phiền về tình cảm, mâu thuẫn trong gia đạo xảy ra liên tục, cần nhanh chóng tìm cách giải quyết. Và tử vi tuần cuối cùng của tháng 4 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960 cụ thể và chi tiết như sau. Xét về phương diện tài lộc. Theo tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy trong tuần này, người tuổi Canh Tý chẳng những không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy hung tinh đại hao chủ về hao tán tiền của hoành hành, khiến tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Tuần này đường tài vận kém sắc, có hiện tượng phá tài rõ ràng, nhưng do đại hao hung tinh chiếu mệnh, lại thêm kiếp tài cản trở. Cần lấy tích lũy làm chậm chỉ tiêu, cân nhắc hợp lý, tránh lãng phí kẻo rơi vào tình trạng vay mượn do hung tinh này gây hao tán tiền của. Người làm công ăn lương tài vận ổn định hơn người làm việc tự do, kinh doanh, buôn bán, tuy nhiên, ổn định đồng nghĩa với việc để tạo ra sự đột phá thì không hề dễ dàng. Với người kinh doanh, buôn bán, thời điểm này chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan nhất, là những hạng mục mang tính mạo hiểm, làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Theo tử vi tuần vào phi tinh tuần này, bát bạch tài tinh bay vào hướng Tây Nam, đây là phương vị vượng tài khí. Vì thế tuổi Canh Tý có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy tài lộc tại đây để thúc vượng khí, thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi và gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Canh Tý, công việc trong tuần này có khá nhiều thay đổi, biến động theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, bạn chịu ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế, khiến công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, mưu sự chật vật, gặp nhiều trở lực hơn trước, dẫn đến tâm lý bất an, làm việc thường sao nhãng, thiếu quyết đoán, vì thế mà không ít lần phạm sai lầm,
dẫn tới kết quả công việc chưa như ý muốn. Thời điểm này cũng tiềm ẩn nhiều hung hạn, khẩu thiệt, thị phi, bạn cần hết sức thận trọng ở mọi phương diện. Người làm công chức, văn phòng nên chuyên tâm tới công việc của mình, còn người làm nghề liên quan tới tài chính, giấy tờ, cần lưu ý các con số, chữ ký, đàm phán. Dù có hung tinh xung chiếu, nhưng tuần này chưa chắc đã toàn nhiều điều tiêu cực với bạn, chỉ cần lúc này quý bạn duy trì được tinh thần lạc quan. Luôn nhìn về phía trước thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại, nhất là khi bạn được nguyệt lệnh lâm đất đế vượng hỗ trợ. Lại thêm cát tinh nguyệt mã và thiên vu mang tới nhiều cơ hội khẳng định năng lực, tuy có vất vả bước đầu, nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt được kết quả khả quan. Hãy làm những gì bạn cho là cần thiết, bất kể kết quả ra sao, dám làm, dám chịu, sẽ là bí quyết giúp bạn có được thành công rực rỡ. Thế nhưng, mặt trái là nguyệt lệnh thôi thúc tôi cá nhân, dễ khiến bạn trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Do đó, bạn hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta, không ngừng trau dồi và tích lũy kinh nghiệm để trang bị cho bản thân những hành trang vững vàng nhất. Xem tử vi tuần của tuổi Canh Tý, về sức khỏe cho thấy do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Canh Tý không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước, có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, vì thế, bạn nhờ chăm chỉ tập luyện để tăng sức đề kháng cho bản thân. Vấn đề dinh dưỡng cũng cần được quan tâm, bạn chớ nên bỏ bữa hay ăn nhiều đồ nhanh, nên đa dạng khẩu phần ăn đầy đủ. Ngoài ra, tránh làm việc quá sức gây áp lực cho tinh thần quá thường xuyên kẻo đổ bệnh. Tuần này có nhị hắc xuất ở trung cung, vị trí chính giữa nhà. Phòng hung tinh phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của chính bạn và người nhà. Theo đó, tại khu vực này cần chú ý sắp xếp, bài trí đồ đạc gọn gàng. Di chuyển các đồ vật kích thước lớn hoặc có chứa từ trường nhiễu loạn như TV, tủ lạnh. Như vậy sẽ hạn chế hung tinh của sao này, tránh gây hại cho gia đình bạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Cục diện tương xung ảnh hưởng khá mạnh về gia đạo của tuổi Canh Tý trong tuần này. Nhìn chung, tuổi Canh Tý liên tục gặp các vấn đề rắc rối, đau đầu về chuyện gia đạo trong tháng. Các gia đình phải đương đầu với không ít biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mâu thuẫn liên tục phát sinh. Sự hoài nghi phủ màu ảm đạm lên gia đạo, thậm chí có thể xuất hiện tư tưởng ngoài luồng, tìm kiếm sự an ủi từ bên ngoài, cẩn thận đó chính là nguy cơ khiến gia đình tan vỡ. Xem phi tinh tuần, phương vị đào hoa trong tuần này là vị trí đông nam, nơi có sao Nhất Bạch chủ nhân duyên cư ngụ. Bạn có thể đặt một lọ hoa tươi ở khu vực này để kích hoạt nhân duyên vượng mà thúc đẩy gia đạo thuận lợi, nên nhớ thay hoa trước khi bị héo úa để tránh phản tác dụng. Tóm lại, tuổi Canh Tý tuần này tài vận giảm sút, dễ hao tài, nên tiết kiệm, cân nhắc khi tiêu tiền, tránh vay mượn, người làm công ăn lương ổn định hơn người kinh doanh. Công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, gặp trở lực, dễ phạm sai lầm, nên cẩn thận, không nên đầu tư mạo hiểm. Sức khỏe giảm sút, cần chăm chỉ tập luyện, ăn uống đủ chất, tránh làm việc quá sức, gia đạo bất ổn, nhiều xung đột, mâu thuẫn, nên giữ hòa khí, tránh ngoại tình, đặt lọ hoa tươi hướng đông nam để kích hoạt nhân duyên. Kính thưa quý cô bác anh chị, đây là những câu nói từ Phật rất tâm đắc, phần nào đó giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp, trì tụng thần chú này nó có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cứu độ người thân và người nhà đã khuất, khiến người thân và người thân trong gia đình đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ và hạnh phúc, đồng thời có thể nhanh chóng tích lũy phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu bạn muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa, thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất. Vì công đức của thần chú Địa Tạng Bồ Tát là vô lượng và chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ. Niệm xong nhớ hồi hướng cho cha mẹ, nếu mà bạn gặp bất cứ sự cố nào gây ra bởi các linh hồn thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát là niệm danh hiệu ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được cầu nguyện bởi những người nghèo, bệnh tật, chán nản và những người hay gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng. Phật tử nếu siêng năng trì tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện sẽ nhận được công đức vô lượng cho bản thân, hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục, vong linh vất vưởng nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp. Bà mẹ nào khi biết mình mang thai thường đọc chú tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Chỉ chú tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng, hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. Kính thưa quý cô bác anh chị, và trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ nội dung từ Mai, thầy tử vi chỉ trước về con tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bắt đầu gặp may, bắt đầu phất lên, hứng chọn lộc thiên hạ, tháng 4 âm lịch, đến từ đội ngũ biên tập kênh
Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải, mong quý vị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu, người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị Canh Tý sinh năm 1960 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.